Anh chính là ẩn số đến từ Harvard. Watch on this hard mind. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the ties to bind. Because you're mine, I walk the line. I find it very, very easy to be true. I find myself alone when each day is through. Yes, I'll admit that I'm a fool for you. Because you're mine, I walk the line. As sure as night is dark and day is light, I keep you on my mind both day and night. And happiness I've known proves that it's right. Because you're mine, I walk the line. You've got a way to keep me by your side. You've got a will for words that I can't hide. I do admit that I'm a fool for you. Because you're mine, I walk the line. Because you're mine, I walk the line. Người thường ấn tượng với anh tại vì anh là tổng giám đốc công ty, anh đang nắm giữ một số vốn rất lớn. Anh đã từng học ở Harvard, nhưng mà ấn tượng của tôi nhiều nhất về anh là cái sự thân thiện. Sau khi mà theo dõi Người Đương Thời ở lên trang web của chương trình, thấy có hộp thư thì tôi nghĩ là sự thôi thúc trong tôi đã khiến tôi viết thư làm quen. Và nói thật là không biết mình có phải là người may mắn hay không, nhưng mà ngay ngày hôm sau tôi đã nhận được thư trả lời. Khó mà diễn tả hết cảm giác sung sướng của tôi lúc đấy thế nào. Đây là bức thư đầu tiên. Thực sự là anh là một người rất thân thiện. Khi mà tôi viết thư lần đầu tiên thì anh viết thư lại cảm ơn.